ơi, có rất là nhiều bạn thử thách Viên là ăn thưởng thức những món ăn ẩm thực Trung Hoa. Thì ngày hôm nay Viên đã có mặt tại một cái quán rất là nổi tiếng để thưởng thức tất cả món ăn Trung Hoa luôn. Bây giờ Viên sẽ cho mọi người xem cái không gian quán như thế nào nha. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là... Ủa, ông chủ quán ăn Hạnh Phúc. Ủa, trời ơi, bà Trùm nông sản. Bà Trùm nông sản. Trời ơi, đúng không? Trời ơi, em rất là thích coi chương trình của hai anh chị. Khoan, xí, xí, xí. Here we go. Trời ơi, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán ăn Hạnh Phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Khán giả biết tới Viên qua cái hình tượng là bà chủ nông sản, nhưng mà Viên có thể giới thiệu thêm về mình, có thể là tên hoặc là tuổi, về tâm hồn của mình được không? Ngoài cái tên là bà chủ nông sản, mọi người thường gọi em là Viên VB, là Hương Viên. Thì Hương Viên hả? Hương Viên. Ở Hương Viên vậy? Thì, anh trong tiếng Hoa Hương Viên là vườn hoa đó anh, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, ê, đúng hay rồi. Ha, hay lắm luôn á. Nhưng mà hôm nay mình tham gia ẩm thực Trung Hoa nữa anh, trời ơi rất là trời ơi hợp quá thiệt. Dạ thiệt sự luôn. Thôi bây giờ mình không làm mất thời gian nữa. Dạ. Ông bà ta có câu là cái gì phải là miếng trầu là đầu câu chuyện, đúng không? Mà hôm nay mình đâu có hỏi cưới đâu, cho nên là đồ ăn phải ra thì mình mới đầu câu chuyện được. Dạ, ha. Dạ. Thì xin mời mời đồ ăn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện nha quý vị. Thì hôm nay tại vì là lỡ đến đây sao mà gặp chị Viên luôn rồi, cho nên là sẽ sẵn chiêu đãi cho chị những cái món ăn điểm tâm này trước. Thì ở đây sẽ có một cái tên gọi khác là gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Ồ. Để đố mọi người nha, văn hóa điểm tâm sẽ có bao nhiêu món? Mình phải ăn nhiều lắm, em kêu 4-5 món trở lên không à. Vậy hả? Ừ, em nghĩ là 4-5 món. Thì điểm tâm nói chung sẽ có hơn trên dưới đâu đó 100 món khác nhau. Và thường mọi người sẽ thấy là ăn trên một cái bàn tròn là sẽ có rất là nhiều há cảo, là sẽ có rất là nhiều loại há cảo nè, rồi xíu mại, rồi sườn non, chân gà. Thì ở đây chỉ là một trong những món đại diện thôi. Đó. Giờ thì chắc là anh phục vụ người đẹp đi. Đây. Còn em thì sẽ phục vụ trà. Dạ, em cảm ơn anh. Ăn điểm tâm thì phải uống trà. Mình ăn thử cái há cảo màu đen. Cái này là mình phải nghĩ coi là người ta làm cái gì mới ra màu đen, đúng không? Tất nhiên là không phải là màu hóa học rồi. Ừ. Cái này kiểu cái gì đen làm ra ta? Mè đen hả anh? Cũng có thể là mè đen. Cũng hợp lý. Chứ cái này là cái gì? Cái này là há cảo than tre. Rồi. Wow, siêu nóng. Thử nha, mình thử nha. Nó có cái mùi em thấy nó có cái mùi lạ lắm nha. Nó không có giống như cái mùi há cảo bình thường. Để em thử coi. Mùi than tre đó. Ngon nha. Nó có cái độ sực sực của tôm á, cái độ giòn á, còn cái bộ ngoài nó rất là mềm luôn. Nè, bây giờ mình sẽ thử qua tới xíu mại nè. Xíu mại tôm. Thích xíu mại nhất nha. Ở trên sẽ có trứng tôm nha mọi người. Dạ, trứng tôm hả chị? Đúng rồi. Mời mọi người. Đây, mời mọi người nha. Em mời mọi người nha. Trời ơi, mọi người nhìn thấy cái trứng tôm không? Sao? Cảm giác là tôm tươi á, nó rất là ngọt luôn. Em ăn mà em tưởng đâu là em ở quê em á, em tưởng là em đang ở sát bờ biển luôn. Còn chị gì cảm giác không? Mỗi lần mà ăn mấy cái món này sẽ rất là nhớ quê.
Với lại hồi xưa mà để đi ăn điểm tâm á, là phải là những cái gia đình rất là khá giả. Nhưng mà về sau này thì điểm tâm sẽ được phổ biến hơn, cho nên là không những là ăn buổi sáng mà đa phần là em thấy ăn hầu như là sáng trưa chiều tối thì mọi người cũng có thể đi ăn điểm tâm được. Giờ mình sẽ thử tới bánh cuốn tôm. Lần mà ngon thiệt là ngon, kiểu mà bỏ hết cái vô miệng luôn á. Dạ ok, hết. Con gái mà người ta ăn cũng phải đúng không? Ta cũng phải dạ, à. Tại vì nói chung là em cũng ngại đồ này kia cái nọ nhưng mà không. Thế chị, nhưng có điều đặc biệt là anh ăn cái này, anh uống chè rất là ngon nha. Thấy nó thanh đạm lắm. Nó gọi là nó sẽ dịu lại, nó đầm lại. Trời ơi, mời. Wow. Cái bánh cuốn tôm thật ra thì chế biến đơn giản là bột với lại tấc thịt tôm thôi, nhưng mà cái để cái món nó ngon hay không á là do cái xì dầu ở trong đó với lại là cái độ lửa khi mà hấp cái bánh. Đây, bây giờ mình thử tới cái này. Đố mọi người đây là gì? Bánh su. Nhìn hồi đó là giống bánh su kem. Rất là giống bánh su kem. Nhưng mà có thêm hạnh nhân ở trên. Cái này là bánh đúng không? Bánh quan trọng là ở trong là những gì chứ mình biết tên là mình không biết rồi. Mà thôi mình ăn kia trước đi. Mình ăn chân gà trước. Cũng rảnh ha, đố này ăn cái kia cũng rảnh đó. Không phải, tại vì á là bình thường á là em có coi những cái video của Viên và em thấy Viên hay ăn mấy cái món mà kiểu gặm chua chua đồ đó, cho nên là có người ngồi ở đây với mình thì mình phải thị phạm chân gà tàu xì. Mời em. Mời em tiếp hả? Mời em. Trời ơi, mời em này. Chị là nhất. Đó. Rất là béo. Rất là ngon. Nhưng mà cay nha. Cay. Cay. Cay the nhẹ nhẹ. Mà được cái là họ hấp để cho nó rụt luôn á. Dạ đúng rồi. Cho nên là rất là mềm, ăn nó không có cần phải cầm tay để ăn. Món này thì sẽ gọi là chả giò hạnh nhân. Tôm mà có con tôm này nó bự hơn tôm nãy nữa. Ngon hả? Nó có mè nữa. Nó còn thơm nha. Ăn lạ miệng lắm á. Hơi dần dần. Thực ra ăn chả giò mà chiên như thế này cũng ăn nhiều rồi. Nhưng mà chả giò mà để một ít hạnh nhân ở trên đó thì đúng là một cái sự kết hợp nó cũng thú vị. Dạ. Ăn nó bùi nó không có ngán. Mà ở trong một cái tôm nữa, lần đầu tiên ăn tôm với lại hạnh nhân luôn, lần đầu tiên trong đời luôn thề. Rồi, mọi người đã chưa? Chị Viên ăn đã chưa? Chưa đã lắm. Tại vì em thấy là hả, ẩm thực rất là nhiều món luôn á. Giờ sẽ đợi bếp dọn món kế tiếp lên. Lên. Đây là nai, thịt nai sốt tiêu. Nai sốt tiêu. Còn cái này là gà hấp với lại sốt tứ xuyên. Hai người bánh tục xì đi, ai thắng được lựa món. Vậy là anh là nai, em là gà. Ok anh luôn. Rồi. Hai bắt. Tới sáng. Ủa sao mình mất thời gian vậy? Ủa sao chương trình mình mất thời gian vậy? Nhưng mà tính ra là hai anh em mình đồng điệu nha. Lại cái nữa đi. Ý là ăn món nào không được mà phải quánh tôm xì cho mất thời gian vậy? Bây giờ em thích ăn món gì em nói đi. Em thấy tội con nai quá. Con nai. Nên là cho em ăn thử con nai nha. Rồi. Tại vì thơm quá mọi người ơi, thơm quá. Em mời mọi người nha.
nó hơi tái tái. Tại vì cái này cái chất thịt bò hoặc là nai thì anh nghĩ là khi mà nó chín quá nó sẽ bị khô. Dạ. Nhưng mà cái phần thịt mình á không những nó juicy mà nó còn mình ăn ngay cái phân đoạn nó gưng gưng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mình ăn nó cảm giác nó sực 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 sực. Nó mùi bơ ha. Cái nước sốt của nó, rất là đậm đà luôn. Ngon từ nguyên liệu á. Thật sự đúng nè. Khi mà nguyên liệu ngon thì làm gì cũng ngon, nhưng mà đây nguyên liệu cũng ngon và chế biến cũng ngon nữa. Nói chung là tặng anh đầu bếp 10 điểm. 10 điểm. Ngon. Trời ơi, ngon quá trời. Cái món này, chị có thể nói sơ qua cái món này được không? Món này là gà hấp với lại sốt tứ xuyên. Bởi mới nói là món này sẽ phù hợp với lại hai người là tại vì là thích ăn cay. Thơm, rất là thơm, nhưng mà em không biết là thơm của mùi rau củ hả ta hay là thơm của nước sốt ta. Cái ngực, cái mùi khi mà mới đúng rồi, nó mát giống như rau củ vậy á. Đậu hành á. Cái đậu hành bào ra á. Dạ. Cái mùi nó mát nha. Và món này chúng ta có thể ăn lạnh được chứ không phải là một cái món mà gà mà phải ăn nóng. Mềm nhá. Gà mềm. Ngon nhá, ngon nhá. Không, mà bình thường nha. Em không có biết ăn da gà. Da gà. Nhưng mà cái này á, cái da gà nó mềm lắm, em ăn vô nó sẽ có cái độ dai nhẹ nhẹ. Nó không có bị, nó không có bị bở. Cái nước sốt. Cái nước sốt cay cay the the. The the nhưng mà vị đậm, không có quá ngọt. Món cuối em sẽ mời chị Vi ăn một món cực kỳ sang. Bào ngư. Lên món. Lên bào ngư. Thoải mái nha mọi người. Mọi người nhớ trộn. Mọi người ăn mì tôi ăn vậy nè. Đó, đúng rồi. Cái sợi mì nó không có quá mềm, nó cũng không có quá mà bị cứng. Nó vừa, nó dai dai. Đặc biệt là cái nước sốt đó, nó béo. Ngon sực. Chấm với nước sốt mặn nữa. Nhưng mà trước khi ăn tiếp thì cho Khánh và chương trình sinh viên thứ được không? Em nó có gì đâu xin trời. Xin chụp một tấm hình. Trời ơi, nó không lấy tưởng cái gì. Liền đây mới kịp, để mới kịp liền. Đây. Ủa? Là... Ủa, nói cái gì là có liền vậy luôn hả? Đúng rồi. Anh giống như Doraemon vậy đó hả? Anh máng đồ vòng vòng người anh hết á. Hay quá ha. Vậy cái túi anh tóc ở đâu vậy? Cái túi quần anh nè. Vậy đó hả? Thử ha, mình chụp ha. Dạ, mình chụp thử tấm đi. Đó, rồi, canh khung nè. 2, 3. Trước khi ra về thì cho xin chữ ký. Cho xin chữ ký nha. Dạ. Đó, rồi, vâng. Tấm hình này chúng tôi sẽ lưu trữ trong viện bảo tàng của quán ăn Hạnh Phúc. Dạ. Trước khi rời khỏi chương trình, Viên có chia sẻ một cái điều gì đó với quý vị khán giả không? Em rất là thích cái chương trình này. Tại sao? Tại vì đi mình được ăn uống, trải nghiệm, học hỏi, trải nghiệm đồ này kia kia nọ đó. Nói chung là nhìn rất là ok luôn. Cũng rất là vui khi mà có một cái thực khách dễ thương như em tham gia trong chương trình. Và rất là quý cái năng lượng nhiệt tình, năng lượng trẻ trung của Viên. Thì mong là Viên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rất cảm ơn Viên ngày hôm nay đã có mặt tại chương trình. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương tụi em và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và rất cảm ơn Hào Huê Quán đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.